Ok, sau khi các bác ở dưới phần lối Hưng Yên lên dưới cao số 133 phố Trường Lâm, chốt bộ loa B12. Bây giờ anh em phải bỏ thùng ra vì xe rất là nhỏ. Bỏ thùng ra để làm sao để vừa vặn cái đôi loa B12, con Submonter và con X2 MiG321. Địa chỉ rất quen thuộc của anh em trên miền Tổ quốc, 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội đấy ạ. JKaudio số. Đó, anh em để gọn, rất là gọn rồi. Sau quá trình test nhạc chỉ có 5 phút thôi, rất là nhanh. Anh em tìm hiểu rất là kỹ rồi. Đó. Đến đây nghe thì trải nghiệm đi, có yên tâm không anh? Quá yên tâm rồi. Đó, yên tâm. Vâng, anh em thân thiện không ạ? ủng hộ JK. Vâng, ủng hộ JK 100%. Cảm ơn anh. Quảng cáo miễn phí. Được lên truyền hình miễn phí. Anh rất là vui. Đó, vừa xinh luôn. Để con đẩy đấy là vừa luôn. Thế để ăn súp anh ạ, để ăn súp. Hay ạ, rất hay trên combo là B12. MiG321 ạ. Vâng, bạn này cũng Nguyễn Đại Nghĩa. Ok, anh chốt bộ B12, X2, MiG321 và Submonter. Không được điền. Ok, triển khai thôi, triển khai thôi. Ok, cảm ơn các bác ở dưới phố Hưng Yên lên nghe trực tiếp bộ B12 đây, em cũng vừa phối ghép cũng test karaoke. Cặp B12 cực đẹp, cực sang xịn đấy ạ. Mặt 30, một con đẩy X2, một bộ mic VGP321 và một con Submonter. Và bên em cũng chuẩn bị đóng hàng cho các bác khách ở dưới phố nối Hưng Yên luôn đấy ạ. Rất hay, rất đẹp, rất sang chảnh, xịn sò. Ok, anh em đến tận nơi, nghe và trải nghiệm thực tế thì rất là hay. Ok, cảm ơn các bác nhé. Con Submonter đây anh em, đây phải tháo hết thùng ra. Submonter còn có đẩy nữa, đẩy một con vang nữa, sắp xong rồi. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ với đội ngũ JK Minh Số nhá. Bên em sẽ tư vấn nhiệt tình, tận tình và chu đáo. JK Âm Thanh Số luôn luôn hân hạnh đón tiếp các bác và anh em tại showroom của JK Minh Số. MiG321. Giờ con đẩy X2 Mr. Trung đang bê ra để đẩy X2. Đó là toàn bộ karaoke gia đình rồi. Đấy, rất đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả. Vừa xinh luôn. Ok rồi đấy các bác. Dây rắc nó đủ hết chưa Trung ơi? Đủ hết rồi. Ok, thế anh em cẩn thận nhá. Vâng, chào anh. Vâng, em phải cẩn thận. Vâng, em chào anh. Vâng, đủ hết rồi, đủ hết rồi, đủ hết rồi. Ok, các bác đi cẩn thận nhá. Anh em nhá. Anh em nhá. Về đây.